Thế ở trong tình huống này thì bạn đã biết rằng là chúng ta có một mong muốn là ở đây cụ thể là ta có các cái loại thực đơn là đồ ăn và đồ uống, đúng không ạ? Và chúng ta muốn khi mà đặt một cái bàn thì đã chọn cho là bàn đấy là chọn đồ ăn hay là đồ uống. Thì thông thường ta sẽ tiến hành gõ gõ như thế này, đúng không ạ? Thì khi gõ này có thể là có sai sót và ta muốn tránh sai sót đó bằng cách là cho phép người dùng chọn. Thế ta sẽ sử dụng cái chức năng đấy một cách rất đơn giản như sau. Bạn vào phần data. Sau đó bạn vào phần data validation. Đó. Thì ở đây là mình muốn chọn, mình chọn dạng danh sách. Chọn dạng danh sách. Và mình chọn cái vùng mà người ta muốn chọn. Đây, ví dụ, đây. Enter. Và ta ấn OK. Đó, khi đó dữ liệu của ta là nó sẽ chọn, đúng không ạ? Thế thì để cho nó đẹp hơn thì ta có thể tích lại vào chức năng data validation và sử dụng một số cái tính năng bên cạnh, ví dụ như là input. Thì ở đây nó sẽ là ta có thể điền vào một cái thông báo, ví dụ như là bạn chọn loại thực đơn. Đó. Thế thì lúc mà bạn di chuyển vào nó hiện ra cái chữ này cho bạn, và giả sử bạn không chọn hoặc là bạn gõ mà nó bị lỗi thì nó sẽ hiện ra thông báo cho người dùng biết. Thì bạn có thể vào chức năng tiếp theo là bên này, đúng không ạ? Bạn hiện ra là bạn cần chọn nhé, đúng không ạ? Thế thì sau đó là bạn ấn OK. Đó, thì ngay khi bạn di chuyển vào đây nó hiện ra cho bạn cái là bạn chọn thực đơn, đúng không ạ? Đây, kích vào đây. Đấy, bạn chọn thực đơn, đúng không? Thêm ở đây mình gọi là đồ dùng chẳng hạn. Enter. Đấy, thì nó sẽ nói luôn là bạn cần chọn nghề. Đó. Và nó hiện ra cái lỗi của ông ta, đúng không ạ? Thế chức năng data validation này nó có thể làm rất nhiều việc chứ nó không phải chỉ là chọn. Tức là nó sẽ kiểm tra cái dữ liệu của mình nó có hợp lệ hay không trong một tiêu chí nào đấy. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ nữa cho cái sử dụng tính năng này. Đó là mình muốn kiểm tra cái số lượng nhập thì nó phải lớn hơn không. Nếu mà nhỏ hơn không thì mình không nhập được. Thì mình sẽ kích vào Data Validation, đúng không ạ? Mình lại chọn ở đây, đúng không ạ? Có rất nhiều điều kiện, mình chọn dạng Custom. Đây, ví dụ ô này là phải lớn hơn không, đó phải lớn hơn không, thế thì phải ra phải điểm bên này, tức là đây bạn nhìn cho mình, đây số lượng nhập là lớn hơn không, đấy. Và đây ta có thể điền là thông báo số lượng nhập lớn hơn không, đúng không? Cần lớn hơn không. Đó. Và bạn có thể chọn cái loại stop warning hay là information. Stop có nghĩa là nó sẽ không cho bạn thực hiện cái thao tác đấy. Còn warning lại hỏi là bạn có muốn thực sự là điền cái số nhỏ hơn không hay không. Vân vân như vậy. Và information nó chỉ có thông tin thôi. Bạn có thể thử ba chức năng này. Nên mình ở đây mình sẽ để dạng stop, tức là không cho nhập. Sau mình nhấn OK. Đó. Thì thấy ngay là ví dụ mình nhập số âm 3. Đây, nó sẽ báo ngay là số lượng nhập cần lớn hơn không và nó không được nhập, đúng không ạ? Sau đó ta nhập số 2. Đó. Thì cho phép nhập. Thì với cái này ta sẽ kiểm soát dữ liệu nó tốt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thế đây sau đây sử dụng được chức năng nâng cao nữa. Tức là với cái loại chọn như vừa rồi thì nó sẽ là trong một cái danh sách. Nhưng mà ta muốn một cái tính năng nâng cao hơn nữa. Ví dụ như là khi mình chọn đồ ăn thì là bên suite thực đơn này nó chỉ hiện ra danh sách đồ ăn thôi, hoặc khi mình muốn chọn đồ uống thì bên này nó chỉ chọn nó ra đồ uống thôi. Đó, thì đây là một tính năng là chọn tương đối là nâng cao. Thế thì để làm được việc này thì ta sẽ kết hợp sử dụng data validation với một số cái hàm. Ở đây mình sẽ dùng một cái hàm là hàm indirect để cho chúng ta sử dụng. Thế thì để làm được việc này thì chúng ta làm các bước như sau. Trước hết
ta đặt cái này bởi một cái tên, đúng không ạ? Là để bạn gõ ở đây, danh sách đồ ăn, danh sách đồ ăn là tên của cái vùng đấy, đúng không ạ? Sau đó bạn chọn đồ uống, bạn đặt cho nó một cái tên, bạn điền vào đây là danh sách đồ uống, danh sách đồ uống, đúng không ạ? Thì công việc của ta chỉ là đơn giản là như sau: nếu mà ta chọn đồ ăn thì ở bên này nó sẽ trả về cho ta là danh sách đồ ăn và ta list trong đấy, đúng không ạ? Nếu bên này là đồ uống thì công việc của ta là chọn danh sách đồ uống và ta list ở trong đấy, đúng không ạ? Thế bây giờ làm sao mà từ cái danh sách đồ ăn này nó lại trả về một cái vùng gọi chỉ là đồ ăn? Thì ta dùng một cái hàm là indirect. Indirect thì ý nghĩa của nó là trả về một vùng địa chỉ. Ví dụ indirect của đoạn văn là từ A1 đến A100 thì sẽ trả về vùng địa chỉ A1 đến A100. Và indirect là G100. Thì ở trong cái ô G100 mình nó có cái vùng địa chỉ nào thì sẽ trả về vùng địa chỉ ở trong ô G100. Đó. Và đây ta sẽ dùng như sau: data, và ta chọn chức năng list. Ok ạ. Ở đây thì ta sẽ, đây, ta sẽ trả về một vùng. Thế bây giờ vùng rượu hay vùng gì? Vùng rượu hay vùng gì? Thì nó phụ thuộc vào hàng bên cạnh, đúng không ạ? Vậy ta về lookup cái thằng này ở trong bảng này và ta trả về cột số 2. Đó. Ta hiểu như sau: nếu như ta chọn đồ ăn thì nó sẽ trả về cho ta là danh sách đồ ăn, là một đoạn văn. Nếu trả về ăn đồ uống thì nó trả về cho ta là danh sách đồ uống, là một đoạn văn. Và indirect này nó sẽ giúp cho ông ta trả về cái vùng dữ liệu mà nó có cái tên là danh sách đồ ăn. Ta có thể hiểu một cách đơn giản là như vậy. Sau đó ta ấn OK. Đó. Thế kia ta chọn đồ ăn thì bạn thấy ngay nó sẽ ra cho ta là cá kho tộ, cơm rang phở bò, đúng không? Thế bên này ta nhảy sang đây, ta chọn là đồ uống. Khi chọn là đồ uống thì lập tức nó sẽ trả về cho ta, nó nhìn trong cái bảng này, nó trả về cho ta là danh sách đồ uống. Và sử dụng hàm indirect để nó quay lại, nó trả nó về ta cái vùng mà có tên là danh sách đồ uống, có nghĩa là cái vùng này. Và kết quả hiện ra rất đẹp tuyệt vời như sau: cà phê, sinh tố, hoa quả và trà chanh. Vâng, thưa các bạn, thông qua bài học này thì mình đã hướng dẫn các bạn một số cái tip để sử dụng với mức Excel và kiểm tra hợp lệ dữ liệu. Và bây giờ thì bạn có thể thực hành các tính năng nâng cao hơn thông qua cái bài tập về nhà. Đó là bạn vào chức năng File and Select. File and Select. Đây. Và thử các tính năng này. Ví dụ như File and Select, Formula, Comment, Condition và Data Validation. Để xem là các tính năng này nó sẽ làm gì. Và bạn nhớ thử dụng tính năng Cấu trúc Excel để điền vào cái phần mức Excel mà ở trong cái sách đi đầu tiên nhé. Và bạn có thể thực hành nó ngay ở trên sheet này. Mình đã tạo cho bạn một số dữ liệu để dùng được rồi. Và hãy thực hành nhé. Chúc bạn sớm trở thành chuyên gia trong Excel.